Thì xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì mấy anh em đi trên đường thì có nhìn thấy được ông cụ bán vé số nè. Để mình lại mình hỏi coi cái hoàn cảnh này, gia thế của cụ như thế nào ha. Thì xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân mình ha. Chào cụ. Cảm ơn con mấy con. Thì con tụi con đang đi trên đường thì thấy cụ nay cụ bán vé số hả? Dạ, bán số mấy cháu. Thì cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? 92 rồi con. 92. Thì nhà cụ còn có còn ai trong gia đình không? Hay là chỉ còn mình cụ? Mình con ở với bà xã, bà ta 87 tuổi với hai thằng cháu nội với thằng con trai. Thì nó lơ lửng ba hồi nắng ba hồi mưa vậy cũng gắng nó đi con ơi. Rồi vậy thì trai đó có làm nghề gì được không? Có cụ là nó làm chừng bữa với hai thì nó nắng này nó làm không nổi. Bây giờ cũng trời nắng rồi mấy anh em. Bây giờ mình mời cụ về nhà đi, mình hỏi chuyện cho nó rõ hơn ha. Dạ rồi. Vậy thôi ha, bây giờ đợi tụi con theo chân của cụ về nhà đi rồi tụi con hỏi chuyện nó hay hơn chứ cho nó mát hơn ha cụ. Dạ. Dạ. Thì xin mời cô chú anh chị sẽ theo chân mấy anh em mình để đi vô trong nhà của cụ ha. Để biết tình tiết trong nhà như thế nào ha các bạn. Thôi tất cả mấy anh em mình quay thì đi vô nhà của chú để biết tình hình là hoàn cảnh của chú ra sao nha các bạn. Dạ, con chào bác. Hồi nãy con thấy bác đi bán vé số trên đường á. Rồi bác về đây tụi con hỏi chuyện, bác có thể thực lại về gia cảnh của bác như thế nào đó. Để cho tụi con biết chứ bà con trên cộng đồng mạng biết nha bác. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 92 rồi con, tụi thân khỉ này. Dạ. Còn chị làm sao với bác chị? Con gái mà tôi ở có một mình anh á. Dạ. Rồi khi ổng đi về thì tôi cơm nước đồ vậy đó, chứ tôi sống có một mình anh. Sáng thì tôi đi gom cơm, tôi phơi, bán khô bán được 4.000 ký. Thí dụ như tới gần 14 nấu cháo từ thiện đồ vậy đó, thì đi nấu rồi đem đi cho. Tôi cũng như tôi sức công đó. Ủa thì tới giờ chị chưa có chồng luôn hả? Không, sống mình anh vậy đó. Sống vậy cho khỏe hả chị? Ví dụ như làm được cái gì thì làm. Sao bác lớn tuổi vậy mà chị để cho bác đi bán vé số vậy, nuôi ai à, chị? Tôi cái thằng con thứ 8 đó với thằng cháu nội. Dạ. Thằng thứ 8 hồi lúc đó vợ nó với lại có cái nãy kia rồi cái thằng kia nó vô nó đâm. Anh con vợ chết để vợ thằng chồng binh. Dạ. Anh chồng mới ôm lại thì thằng kia nó đâm là đâu 6-7 vết đó, lồi guộc ra luôn, rồi bắt đầu đi ra la làng lên, đem xuống trạm y tế nó mới lấy cái tô nó ấp lại rồi băng trở lên trên bệnh viện Đông Xuyên, là tới 5 giờ mới vô được, là coi như là máu ra hết trơn rồi đó, coi như là thay máu khác không đó, bởi vì bây giờ nó muốn mặn nó muốn hồng đó. Mà mãn năm là ổng đi bán gì đó rồi đem gạo gì cho nó ăn chứ dứt là nó có tiền mà nó mặn chừng triệu ngoài là nó nghỉ rồi nó mới mặn. Với lại hai nữa mình biết chắc mặn không nổi mà đều cũng lơ lơ lần lần. Rồi thằng con thì năm nay đâu cũng 20-20 tuổi mà được, nó thua đứa con nít 5 tuổi. Bị gì chị? Cũng như làm như là lúc mà đâm mẹ nó với cha nó gì đó rồi làm như nó ám ảnh hay gì á, rồi cái nó không có được bình thường, giờ đi ra mặn nó cũng đâu mặn. Con với cháu nội đồ về chết với bà chết rồi làm sao, không phải gắn phải có nuôi rồi đâu có đi chi con. Bà xã lớn tuổi, bà xã của bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Bà là 87 rồi mà bà biết bây giờ lại với bà lẫn rồi. Bác không có con cái gì nuôi sao bác được tổ chứ vậy? Có phải có đâu có đi chi vất vả vậy con. Giờ phải thôi gắn chịu chứ phải biết làm sao giờ. 92 tuổi rồi. Dạ. Biết nữa mình được như bác không mấy anh em? Nghe chứ không như bác rồi. Bà nhiêu tuổi bác? Bà 87 rồi con. Dạ. 87 tuổi có còn minh mẫn không? Bà giờ con mắt cầm mà cầm không thấy đường mà bà điếc dữ lắm, mà bà lặng muốn lặng mà bà điếc dữ lắm con. Bà nói chuyện về đây là bà không có nghe đâu. Dạ. Thì bây giờ bà giờ cũng như thấy còn cái hình không ra. Nè em trai ngồi đây chơi em trai. Tụi anh gặp cụ là ông nội của em nè, đi bán vé số phải không? Thì mới gặp ngoài đường vậy đó, mới đi
theo cụ đi về nhà, nói làm sao mà cụ lớn tuổi mà đi bán vé số để nuôi gia đình như thế nào đó. Rồi mới biết ra cái nguyên do là ba của em và mẹ của em phải không, bị cái người hàng xóm sát hại gì đó mình cũng không rõ. Giờ mình tụi anh mới hỏi gia đình thực lại, có thể thực lại cái chuyện như vậy á cho tụi anh hiểu và bà con cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiểu ha. Giờ chị với cháu á có thể thực lại chi tiết cho bà con hiểu chứ lúc đó là bao nhiêu năm mà có lâu rồi chị? Chắc cũng mười mấy năm rồi, lâu cũng lâu rồi. Là lúc đó là cưng bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi nha. Mình nhớ lại cái câu chuyện đó như thế nào, có thể chia sẻ được cho cô chú anh chị hay nghe được không? Chắc cũng khó nhớ, tại dắt nó cũng coi chừng hai cái, dắt nó cũng coi chừng hai ba giờ khuya. Mình nhớ gì mình cứ thực lại cái đó cho. Dắt nó nhớ là nó ngủ thì nghe mẹ ông la này kia này kia, dắt nó đang ngủ thì nghe mẹ la chứ nghe ông la này kia thức. Người mình thấy những cái cảnh tâm đồ luôn hay không thấy luôn hả? Ở lúc đó em đang ngủ và thức dậy là đã xong rồi hả vậy? Ở nhà không có đóng cửa sao mà vô được? Cũng có đóng cửa mà đông nó cắt cũng như phá thì kịp phá dầm đó. Dạ. Nó cắt. Nó dầm ở trong nhà mình phá nó cắt được cái chị. Mình có biết lý do gì sao mà người đó lại cái ông đó lại chạy vô trong nhà mình sát hại Ủa sao mà ghen được, tại vì hai vợ chồng bên đây rồi. Ông cặp với mẹ con rồi. Vậy là mẹ của con về là lúc đó con quen ông trước hay là sao? Con cũng gặp. Vậy đó hả? Trời ơi, không có tôi mà ở gần gũi đây hai cha con. Rồi lúc lúc đó mặn gì có thì cho ăn cho con, cái nước mắm nước màu cũng không có, coi như là nếu mà không có ông ba tôi là hai cha con đó là cũng không biết sống sao. Qua có chết rồi mà nó có hai cha con cũng chết đói luôn. Cũng như tôi không mấy gì, nhiều khi chầm nón đồ với lại hơi cơm khô đồ vậy được có cái mình là sống mình đó nó cũng. Tôi nói thiệt mấy cháu thương nhờ đi ra đó người ta cho gạo. Em tên là gì? Em có đi làm gì nuôi nội không? Còn làm cũng làm thấy không khỏe gì kia cũng làm ý lần không. Em bị bệnh hay gì? Phải chắc đúng là kia không khỏe. Sao kỳ vậy? Chắc do cái tâm lý hồi xưa cho nên là chứ gặp mà tình tủ này hả đi bằng tiền chứ lắm. Em đi bán vé số cũng được vậy. Mà nó đi bằng ha, đi vô bằng hộ chừng hai ba ngày là đủ thuốc rồi. Là sao tại cũng như là nói không phải. Chưa sức khỏe của mình không tốt ha. Em cố gắng thì nó vượt qua em. Nói chung giờ cũng do cái tâm lý từ khi còn nhỏ cho nên là bây giờ thì mình cố gắng để mình vượt qua những cái tâm lý đó thì mình sẽ được hết rồi. Cái cảnh mà hồi xưa mà đâm như vậy không? Tâm mày không nhớ thì cũng như là nghe la cái thức rồi cái mẹ bà nội bà bò. Tôi giờ nói thiệt với mấy cháu thương, tôi giấy giờ có gạo cho cha con nó ăn với tôi ăn có gạo được rồi. Lúc đó mẹ của em là mắm nước muối gì cũng được. Bò được hả? Bò cái sao là đi luôn. Và đâm ngay đâu coi nhớ. Đâm không phải trúng cho cơ thể trúng chỗ nào? Trúng tim luôn. Ngay chỗ này chỗ xuống cái dưới cái mền. Trời ơi ghê trời. Trời nó quá ác rồi. Ông bị 6-7 bị đầu. Là nó quyết định là nó đâm hai cha mẹ con chết luôn hả? Chắc đâm mẹ con rồi ổng phản kháng này kia rồi. À vậy hả? Là vậy hôm đó là mục tiêu là sát hại mẹ con ha. À, mẹ nó có một vết mộc mà chết tại vì đâm ngay tim. Chỗ xuống dưới cái đệm luôn. Cái người đó nhà kế bên luôn hả chị? Đó nhà trên đó. Người đó có vợ không chị? Có vợ có con giờ đi hết rồi. Giờ con giờ bên chồng rồi. Rồi như câu chuyện như vậy rồi có xử lý có gì chưa ha cô? Không có ai xử mộng gì chứ. Có chị đã mà giờ chắc lâu quá tao quên. Có chuyện đó. Có chuyện quên. Không quên đâu, không quên đâu cưng. Nhưng mà tại ta chưa bắt được. Nếu mà bắt được phải mời gia đình ra xử chứ. Tại
chốt ngay thiệt luôn hả? Ừ, chốt ngay thiệt. Với lại nói nào ngay, ở đây cũng không có ai phiền hà gì, cũng như ai bắt được bắt được thôi, gia đình này cũng hiền ha. Ừ, người với con mình nghèo thì với lại giờ lo ăn không có mà ăn đủ nên mà có tiền đó, rồi đi mình đi lo chứ này ha. Ừ, rồi chừng nào bắt được bắt được thôi chứ cũng không có. Rồi bác hay không? Cái lúc đó bác có hay gì không? Có. Lúc đó là bác cũng đi bằng mướn mà con. À đi hả? Rồi. Cái em là bị lồi cái gì? Cái cảm giác nhà, lúc đó của em như thế nào á? Em có thể chia sẻ cho. Chắc là lúc đó chắc còn nhỏ, chắc mà sao không chết? Cũng chưa có hình thành được ý thức ha. Chắc còn nhỏ. Mới 15. Mà lúc đó con thấy ba con lùi ruột không? Thấy lùi ruột luôn ha. Rồi mình lúc đó mình 15 tuổi mình cũng có lớn rồi chứ, mình có một cái phản kháng gì không? Nói chung là cái giấc nó cũng đang ngủ say nữa. Nói chung là tinh thần bất ổn ha, đúng không? Con đang bất ổn ha. Chị biết do sao mà cái người đó đâm em dâu của chị không? Là hai người quen biết với nhau đó. Lúc cái thằng đâm đó là rể của cậu Út. Rể của Út vậy? Rể của cậu Út đó là cậu với bà má là chị ruột. Bà con ruột. Rể, hiểu rồi. Rể. Là vợ của người đó là bà con ruột của chị. Ừ. Mà hai người. Rồi hai người tò tí quen với nhau sau đó rồi mình không biết cái cớ sĩ ghen mương gì đó mà một giờ khuya đó bắt đầu nó cắt chìa khóa rồi nó vô rồi nó đâm mà tôi ngủ sát vết này nè. Dạ. Mà nó la làng mà tôi nghĩ rằng là cũng như là chắc hai chồng nó mặc gì gây lộn. Yeah. Tới chừng nó kêu bà Tư ơi tí, vợ tôi bị đâm rồi. Đó. Mà tôi đâu dám mở cửa đâu. Vợ yeah. Tôi sợ cái cửa mình dưới cửa nó sát bên, lỡ lùi ra nó tôi đâu biết, nghe nó đâm. Tôi ở trong nhà luôn, tới chừng nào mà người ta lợi đồ đó, mà có người rồi đó là tôi mới dám mở cửa ra đó. Yeah. Mở cửa ra rồi tới đưa nó đi lên trên bệnh viện đó, là 5 giờ sáng mới nhập viện vô đó. Rồi ngay cái lồi ruột ra đây ha, làm lên trận phải mổ ra, người ta mới nhét ruột vô. Tại lúc đó là chết chưa? Chưa, cái lúc đó con vợ chết với thằng chồng là đưa lên bệnh viện. Chồng đâu có chết. Ừ, thằng chồng đâu có chết. Nó là cái người vợ á. Người vợ cũng đã chết rồi, đâm cái là chết liền. Chết tại chỗ luôn á. Ừ, đâm chết tại chỗ luôn. Rồi nó quyết tâm nó đâm chết tại chỗ luôn mà. Vậy tới giờ cũng khoảng 10 năm, mười mấy năm rồi. 10 năm rồi, mà cũng em gơ chứ đâu có cái gì đâu. À, đây thì con đang thì cái lúc đó là thì cũng buồn, chắc từ cái cô cũng giảm mấy năm lớn, chắc cũng giảm nguồn ngoài. Nói chung là hồi mẹ nó chết tới giờ là chỉ mong là ăn na gạo na đồ gì ăn, rồi bên đây cũng có cái gì thì tôi cho, rồi họ lấy rồi gì về thì cơm nước đồ gì đó. Chứ còn đâu có mà bây giờ thì có mong là mấy cháu làm sao giúp đỡ cho cha con nó có gạo ăn cho tôi nhẹ nhẹ cho tôi đi, không biết ngày nay chứ không biết ngày mai tôi còn đi nổi nha. Không đi cái chở bọc ai cho cái chở bọc 5 kg 10 kg na gì à. Nhà sàn của chú anh chị đi làm. Nhờ mấy cháu giúp đỡ giùm ông là ông cũng cảm ơn mấy con hết. Có gì. Thôi cũng mấy anh em cũng xin kết thúc clip tại đây. Thì chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe. Thì mình xin chào. Thì Thánh Khởi cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì chúc cho cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn có cô chú anh chị mà cô chú anh chị mà có yêu mến kênh của mình thì cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn.